ơi. Dạ. Con ra đợi cho cô bán cái buồng chuối con. Dạ. Đây con đợi đây, đợi chị đây. Đợi được không? Khi nào nó chín thì cô bé làm bánh chuối ăn nha. Dạ. Con để cho mẹ nha. Thank you.
Hai đứa ơi, ra ăn cơm con ơi. Mẹ nấu cái chuối là có ủ một buồn chuối ở trong á, cho nào Chiến lấy ăn nha. Hôm nay em cô làm cái gì nè? Cái nào cái chuối trong kia nó chín nên nấu chè không? Cái này cô kể cho mẹ nghe là con chỉ nè, quý kẹo.